cho sắp đi cho gia đình họ. Ngay cái lối ra vô nó có một cái bảng chỉ dẫn, đây mình thấy là nó có 3 tầng, có một cái nhà sách phương Nam. Ôi nhà sách phương Nam đẹp quá ha, nhà sách phương Nam những cái nào cũng đẹp chứ. Ủa đi vô đây. Nhà sách phương Nam trang trí layout nhìn rất là đẹp, sang trọng, có nhạc nhẹ, bán rất là nhiều đồ luôn, đủ thứ loại đồ, không chỉ là sách không thôi đâu. Lộng nữa chứ, quá trời lộng luôn. Nè, bo bo gì kìa. Quá trời Conan luôn. Nằm rất triệt đi. Giờ đã đến tập 200 mấy luôn rồi. Sắp vậy rồi nè. Đẹp quá em ha. Kiểu là garden mall luôn, nên họ thiết kế giống như là một cái sân vườn, là cây cối rồi. Hình như dưới đây là khu vực ăn uống, vịt quay giá sóc 328.000 đồng một con. Ở gì vậy? Giao hàng. Đây là một cái khu vực bán đồ giống như hồi là mình đi du thuyền, nó có cái phòng sale đồ quá trời. Đây là khu game zone, ô mát quá. Ở đây nè, cấp thú tham quan khu game zone, 3.500 một xu, mà một game khoảng 2 xu, vậy chi là khoảng tầm 7.000 đồng một game. Em đi xuống lầu dưới để coi đoạn. Ngoài trời đang mưa quá trời luôn, quá trời mưa luôn. À đây, để tôi coi, đây là sắp mới ngủ dậy. Đây là cái thời gian hoạt động của The Garden Mall, có hỗ trợ wifi một số khu vực, và mình thấy là có 3 tầng lầu, còn các brand này không có nhiều lắm. Đây là bầu trời giả, làm giống kiểu như ở Las Vegas, Mỹ. Đi lên lầu 3 và phải đi bằng thang máy. Đây mình thấy có một cái buffet hoài niệm, nó bị nước mưa dần mà ngoài trời đang mưa quá trời luôn. Cái này nó xây theo đúng kiểu là ra là mo nên lủng lỗ luôn. Ok, mình kết video thì bắt đầu mình chóng mặt quá, đi trong này không biết đường nào mà lần mà mò luôn, nó tùm lum chỗ, tùm lum hướng hết trơn. Ok, bây giờ mình sẽ đi về, mình xuống dưới mình tìm cái gì ngon ngon ăn được.